Thưa quý vị, giá chung cư tại Hà Nội tăng 48%, còn tại thành phố Hồ Chí Minh là 21% trong 5 năm qua. Cùng với đó, trong các giai đoạn tiếp theo, dự báo phân khúc này sẽ tăng đến 20%. Đây là nhận định được đưa ra tại hội nghị công bố báo cáo thị trường bất động sản Việt Nam quý 1 và quý 2 năm 2024 do Hội Môi giới Việt Nam tổ chức tại Hà Nội. Theo thống kê của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, trong 3 tháng đầu năm 2024, ghi nhận khoảng 30.511 sản phẩm được chào bán. Về giao dịch, thị trường ghi nhận khoảng 6.360 giao dịch, tăng 10% so với quý 4 năm 2023 và gấp đôi cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, phân khúc căn hộ chung cư vẫn giữ được xu hướng tăng giá, các giai đoạn tiếp theo của dự án có giá bán tăng từ 10 đến 20%. So với quý 1 năm 2019, giá chung cư tại Hà Nội tăng 48%, còn tại thành phố Hồ Chí Minh là 21%. Theo đó, dù hiện nay thị trường đã có những tín hiệu hồi phục, tuy nhiên nhà đầu tư cần xem xét kỹ lưỡng về giá trước khi xuống tiền đầu tư trong giai đoạn này. Thì hiện nay là người mua đã có quyết định rất là nhanh chóng trong vấn đề ra quyết định để mua các sản phẩm đầu tư bất động sản với mục đích ở hay là họ có thể là mua cho thuê và giữ tài sản. Đặc biệt là với thị trường miền Bắc, khu vực Hà Nội và lân cận các thành phố Hà Nội, đó là cái giao dịch vô cùng tốt. Xuất hiện ngay hiện tượng tăng giá một cách vô lý như vậy thì chúng tôi cho rằng đây là một cái dấu hiệu bất thường của thị trường, và chúng tôi cũng phỏng đoán rằng là có những cái tác động không tích cực từ các cái giới đầu cơ. Bên cạnh đó, trong quý 1 năm 2024, cơ cấu giao dịch căn hộ bình dân chỉ chiếm 3,82%, trong khi đó căn hộ trung cấp là khoảng 23% và căn hộ cao cấp là 28%. Cùng với đó, phân khúc nhà ở xã hội tỷ lệ còn thấp, đến nay chỉ mới hoàn thành được gần 37.700 căn, đạt 8,9% kế hoạch về nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2025 là 1,24 triệu căn. Phía chuyên gia nhận định, để tình trạng giá căn hộ chung cư không bị sốt nóng như thời gian qua, cùng với đó, nhà ở đáp ứng nhu cầu ở thực của người dân, cần thiết phải có giải pháp quyết liệt để phát triển nhà ở xã hội. Nhưng mà với những thị trường xa thì chúng ta đang thấy một cái tình trạng gì ạ, là do cái nhu cầu nhà ở cao tầng họ chưa cao, nên vì vậy mà vẫn có xảy ra tình trạng là các cái phân khúc nhà ở xã hội tại các tỉnh thì đang do dịch chậm, hoặc là bởi vì có thể là nhiều là diện là do có thể là do cái quy định của luật chúng ta đang giới hạn cái việc người mua ở khu tại địa phương. Nhưng trong thời gian tới thì nếu mà luật cởi bỏ mà mở rộng các cái đối tượng ra thì tôi nghĩ rằng là thị trường bất động sản nhà, đặc biệt là nhà ở thương mại, nhà ở xã hội ở tỉnh sẽ có những dấu hiệu phát triển một cách tích cực hơn. Và các bộ luật này thì hiện nay tháo gỡ được thực sự các dự án mà hiện nay vẫn đang trực chờ để cơ chế chính thức là có hiệu lực để mà sửa, để mà gỡ, thì lúc đó nguồn cung sẽ bơm vào thị trường, nó sẽ tăng mạnh hơn, và khi đó nó sẽ làm giảm cái áp lực về cung cầu của thị trường. Các chuyên gia cũng nhận định trong quý 2 năm 2024, phân khúc nhà ở sẽ vẫn duy trì được sức hút như hiện tại. Cùng với đó là tín hiệu tích cực từ nhà ở thấp tầng và dự án bất động sản tại Vendô. Bên cạnh đó, bất động sản ven biển sẽ phục hồi trong giai đoạn cuối năm 2024 và đầu năm 2025. Sáng 16 tháng 4 tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 năm 2024. Các vụ việc liên quan đến lĩnh vực đất đai như khai thác đất trái phép, sử dụng sai mục đích, các dự án chậm tiến độ tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong tháng 3, các vụ việc liên quan đến lĩnh vực đất đai, nhất là tình trạng chậm tiến độ của các dự án đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái, khu dân cư, hệ thống cấp nước sạch, tình trạng khai thác đất trái phép, lấn chiếm và sử dụng đất sai mục đích làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân, vi phạm trong lĩnh vực môi trường, xây dựng, giao thông, đô thị, lao động, việc làm. Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo nghị định của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, trong đó có đề xuất quy định mới về miễn, giảm tiền thuê đất. Cụ thể về nguyên tắc miễn giảm tiền thuê đất, tại Luật Đất đai 2024 không quy định cụ thể thế nào là miễn tiền thuê đất, thế nào là giảm tiền thuê đất. Tuy nhiên, xuyên suốt quá trình xây dựng dự thảo Luật Đất đai và thể hiện ở nội dung thiết kế các điều về các trường hợp phải thực hiện đấu giá, đấu thầu dự án có sử dụng đất thì đều thể hiện nguyên tắc miễn tiền thuê đất là cho phép người sử dụng đất không phải nộp tiền thuê đất cho cả thời gian thuê, còn lại là giảm tiền thuê đất.
Bất động sản.com.vn vừa cho biết, trong tháng 3, thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận nhu cầu tìm kiếm tăng 66%, lượng tin đăng bán tăng 82%. Trong đó, nhu cầu tìm mua loại hình chung cư thành phố Hồ Chí Minh tăng đến 68% so với tháng trước đó. Lượng tin đăng bán chung cư cũng tăng 76%. Xét trên khu vực, nhu cầu tìm mua chung cư thành phố Hồ Chí Minh hiện tập trung chủ yếu về khu Tây, Nam và khu Đông. Các địa điểm ghi nhận lượng tìm kiếm chung cư nhiều nhất tháng 3 là Bình Thạnh tăng 63%, Quận 9 tăng 71%, Bình Chánh tăng 71%, Bình Tân tăng 69%. Các quận khác cũng có nhu cầu tìm mua chung cư tăng 55-60% trong tháng qua. Thưa quý vị, Dinh 1 Đà Lạt hay còn được du khách biết đến với tên gọi là Dinh Bảo Đại 1 là một trong những điểm đến nổi tiếng ở Đà Lạt. Dinh 1 được triệu phú người Pháp tên là Robert Clement Bulgari xây dựng vào năm 1940. Dù đã bị chấm dứt hoạt động từ năm 2021, nhưng đến nay chủ đầu tư dự án King Palace ở Dinh 1 vẫn mở cửa đón khách du lịch. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đề xuất cưỡng chế thu hồi Dinh 1 để đấu giá. Là một trong những điểm đến nổi tiếng ở Đà Lạt, Dinh 1 là kiến trúc đồ sộ với tòa nhà chính là ngôi biệt thự rộng hơn 800m², gồm một tầng hầm, tầng trệt và một tầng lầu, 12 phòng lớn nhỏ phục vụ làm việc, sinh hoạt, nghỉ ngơi của gia đình cựu hoàng và người thân tín. Sau năm 1975, Dinh 1 được đưa vào khai thác du lịch. Sau nhiều năm, Dinh 1 bị xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ đổ sập, hư hỏng nặng. Đến khi Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Hoàn cầu Đà Lạt thực hiện dự án King Place thì ngôi biệt thự này mới được hồi sinh sau quá trình phục dựng, trùng tu. Dù đã bị chấm dứt hoạt động từ năm 2021 nhưng đến nay chủ đầu tư dự án King Place ở Dinh 1 vẫn mở cửa đón khách du lịch. Những năm 2014 đến 2015, Công ty Hoàn cầu được Ủy ban Nhân dân tỉnh cho thuê đất 50 năm và thuê rừng để thực hiện dự án King Place với tổng vốn đầu tư 700 tỷ đồng. Đến năm 2020, Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều sai phạm và yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng thu hồi dự án. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng có giấy 10 lần 3 vào ngày 19 tháng 1 năm 2024, đề nghị thu hồi đất và yêu cầu Công ty Hoàn cầu bàn giao đất nhưng bất thành. Về vấn đề hoàn trả kinh phí đầu tư tại dự án King Place, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất với Sở Tài chính hoàn trả hơn 58 tỷ đồng, nhưng Công ty Hoàn cầu không chấp nhận vì cho rằng số tiền trên là quá thấp so với những gì chủ đầu tư đã bỏ ra. Trước tình hình đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh giao các sở ngành và đơn vị liên quan có biện pháp cưỡng chế thu hồi đất, rừng để bàn giao cho Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt quản lý nhà nước, cưỡng chế, thu hồi tài sản trên đất, công trình kiến trúc. Sau khi thu hồi, sẽ có phương án đấu giá quyền thuê Dinh 1 trong vòng 50 năm. Đến đây bản tin Phố Bất Động Sản ngày 16 tháng 4 xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.